hộp số ly hợp kép Dual Clutch Transmission. Nhằm khắc phục nhược điểm cần thời gian ngắt ly hợp trong quá trình chuyển số ở hộp số tay, hộp số ly hợp kép được phát minh với cấu tạo tương đương hai hộp số tay riêng biệt ghép lại với nhau, một dành cho các số lẻ và một dành cho các số chẵn. Việc chuyển số trên hộp số này được ECU tính toán và điều khiển cơ cấu sang số một cách tự động, đem lại sự êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Trên đây là cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hộp số theo công nghệ Etronic Dual Clutch Transmission của Audi. Trục đầu vòng 1 dẫn động các bánh răng chủ động số lẻ 1, 3, 5, 7 được kết nối vào bộ ly hợp ngoài. Trục đầu vòng 2 dẫn động các bánh răng chủ động số chẵn 2, 4, 6 và lùi được kết nối vào bộ ly hợp trong. Tiếp đến là truyền động cầu trước, truyền động cầu sau, bơm dầu, cung cấp dầu đóng ngắt các ly hợp và điều khiển các cơ cấu sang số. Cuối cùng là bộ chấp hành cơ điện tử và sang số. Khi ly hợp bên ngoài đóng, dòng truyền công suất từ động cơ qua trục đầu vào 1 làm quay các bánh răng số lẻ và truyền đến visa trung tâm. Tương tự như vậy, khi ly hợp trong đóng, dẫn động trục đầu vào 2 làm quay các bánh răng số chẵn và truyền đến visa trung tâm. Giống như ở hộp số tay, hộp số ly hợp kép sử dụng bộ đồng tốc để ăn khớp và kết nối bánh răng bị động với trục đầu ra một cách trơn tru. Khi ta vào số tiếng, bánh răng số 1 và bánh răng số 2 được kết nối với trục đầu ra. Lúc này, ly hợp ngoài đóng, dòng truyền công suất qua cặp bánh răng số 1 để đến trục đầu ra. Cặp bánh răng số 2 ở trạng thái chờ. Khi xe đạt đủ vận tốc và gia tốc, ECU điều khiển ngắt ly hợp ngoài và đóng ly hợp trong. Ngay lập tức, dòng truyền công suất sẽ truyền qua cặp bánh răng số 2 để đến trục đầu ra. Cùng lúc đó, ECU điều khiển cơ cấu cho bộ đồng tốc ăn khớp cặp bánh răng số 3 với trục đầu ra ở trạng thái chờ. Tiếp tục, khi xe đạt đủ vận tốc và gia tốc, ECU sẽ ngắt ly hợp trong và đóng ly hợp ngoài. Dòng công suất liền truyền qua cặp bánh răng số 3 đến trục đầu ra. Trong lúc đó, bộ đồng tốc sẽ ăn khớp với cặp bánh răng số 4 với trục đầu ra ở trạng thái chờ. Quy trình chuyển đổi tương tự cho các số sau. Nhờ đó, hộp số ly hợp kép đảm bảo dòng công suất được truyền liên tục, ngay cả tại thời điểm chuyển số, đem lại sự êm dịu trong quá trình vận hành xe.